Với tinh thần chống dịch như chống giặc, suốt một năm qua, trên tuyến biên giới, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Kiên Giang và các ngành chức năng xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc luôn phát huy vai trò hiệu quả trên tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn từ biên giới, bảo vệ an toàn cuộc sống cho nhân dân. Bãi Thơm là xã biên giới nằm về phía bắc của thành phố đảo Phú Quốc. Hiện xã Bãi Thơm có hai đồn biên phòng, gồm đồn biên phòng Rạch Tràm và đồn biên phòng Xà Lực. Trong năm, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đồn biên phòng đã phối hợp với các ngành địa phương tổ chức thiết lập 3 chốt phòng chống dịch COVID-19, gồm chốt Hòn 1 thuộc đồn biên phòng Xà Lực, chốt Mũi Đá Bao và chốt Rạch Tràm thuộc đồn biên phòng Rạch Tràm. Mỗi chốt gồm có 5 cán bộ chiến sĩ, gồm dân quân tự vệ, công an và biên phòng. Tại đây, cán bộ chiến sĩ biên phòng phối hợp với lực lượng chức năng địa phương thực hiện túc trực, canh gác 24/24 giờ nhằm kiểm soát chặt chẽ, không để tình trạng xâm nhập vượt biên trái phép. Và hiện nay trong thời gian cao điểm này, đặc biệt trong Tết Nguyên đán, đơn vị đã duy trì trực 24/24. Và hiện nay có một số cái phương tiện Campuchia cũng đánh bắt trong vùng nước lịch sử. Nhưng đồn đã phối hợp với lực lượng cũng đã tuyên truyền giáo dục, trong thời gian qua cũng tuyên truyền giáo dục trên 20 ghe xua đuổi họ về bên kia biên giới. Theo báo cáo, trong năm 2020, xã Bãi Thơm đã phát hiện 11 trường hợp qua lại biên giới trái phép, trong đó có 3 trường hợp đưa người từ nước ngoài về. Qua đó, địa phương đã yêu cầu thực hiện cách ly 9 trường hợp tại Trung tâm Y tế Phú Quốc, 3 trường hợp cách ly tại địa phương và thực hiện các bước xử lý ngăn chặn tình trạng đưa người vượt biên trái phép. Và để làm tốt công tác phòng chống dịch thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lực lượng biên phòng thiết lập 3 cái chốt phòng chống dịch. Lực lượng này thì thường xuyên tổ chức trực 24/24 trên các cái tuyến biên giới để kiểm soát người qua lại và chống nhập biên trái phép. Đã nhiều tháng nay, nhiều cán bộ chiến sĩ không được về thăm nhà, đặc biệt là Tết Nguyên đán năm nay. Với các chiến sĩ, khi dịch COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, thì nhiệm vụ bảo vệ biên giới, ngăn chặn nhập cảnh trái phép luôn được ưu tiên và đặt lên hàng đầu. Tết nay thì tôi cũng ở lại chốt trực và không về nhà đón Tết. Đặc biệt ở đây điều kiện khó khăn, thiếu điện và nước thì anh em cũng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ triển khai thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp và chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Phú Quốc được kiểm soát tốt. Một mùa xuân mới đang về trên mỗi nẻo đường quê hương. Với những nỗ lực của các cấp các ngành địa phương và người lính biên phòng, các anh đã tạm gác lại tình cảm cá nhân và gia đình để chắc tay súng, giữ vững biên cương tổ quốc, bảo đảm cho bà con vui xuân đón Tết.